Dạ sớp Mỹ Ngân em xin thân ái mến chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem cơm đồ sư cũ Mekong nha. Hôm nay em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của em ha. Rồi hôm nay em có về được một số sản phẩm đồ gỗ, đồ sưu tầm của cô chú anh chị mình. Cũng rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ em trong clip này nha. Rồi mã đầu tiên vô hôm nay em giới thiệu cho cô chú anh chị mình bộ bàn gỗ hương Việt nha cô chú anh chị mình. Hàng này thì hương Việt em đã phủ bóng lại cho mình nha. Bộ này thì gồm có là 6 món rất là đẹp luôn. Rồi bộ này thì có hai cái đôn, một đôn nhỏ và một đôn lớn ha. Em đo cho cô chú anh chị mình tham khảo một cái đôn nhỏ trước nha. Đường kính mặt đôn là 40 vuông nha cô chú anh chị mình. Rồi chiều cao của đôn này là 42. Diềm đôn ở đây em đo là 13 phân. Đó, hàng này là gỗ hương Việt cô chú anh chị mình, em bao cho mình luôn nha. Cái vân gỗ của nó cũng khá đẹp luôn. Cái bộ này thì em lấy về đã phủ bóng lại cho mình nha. Hoàn thiện rồi về cô chú anh chị mình chỉ việc sử dụng thôi ha. Mặt bộm chân thiên nga. Đó, mình xem giùm em. Hàng thì khá là dày dặn nha. Rồi cái đôn nhỏ giờ em qua đo cho mình xem cái đôn bự ha. Đôn bự chiều dài là 50, chiều rộng ở đây là 40. Chiều cao của đôn là 57. Cái diềm đôn ở đây em đo là 19 phân. Cái đôn này nó có cái học tủ nha cô chú anh chị mình. Đó. Hai đôn mình để hai đầu ha, hai đầu của cái bàn khá đẹp luôn, vân gỗ cái bộ này là không chê luôn ha. Gỗ thì rất là dày dặn luôn. Hàng bên em cái bộ này là gỗ hương Việt nha cô chú anh chị mình và hàng cũ 100% nha. Đó, vân gỗ bộ này là không chê vào đâu được. Sao nó hơi rồi. Đó, mình xem giùm em ha, rất là dày dặn luôn. Hàng thì gỗ dày dặn và nặng tay lắm. Các mặt giống không? Dạ, bộ này khá đẹp luôn cô chú anh chị mình. Đó, nó dành cho cái không gian nhà cũng vừa phải ha. Đó, rồi em qua đo thông số cho mình xem cái bàn nha. Chiều dài phủ bì của mặt bàn là 1m40. Lọt lòng cái miếng dán nguyên ở trong ở đây em đo là 1m16. Chiều rộng phủ bì của bàn là 70. Chiều rộng lọt lòng là 46. Và chiều cao phủ bì là 57. Cái diềm bàn ở đây em đo là 13 phân. Ủa 23 phân. Bộ này kêu bằng bộ phúc lộc thọ nha cô chú anh chị mình. Bộ bàn phúc lộc thọ, tay của nó, tay cầm của nó là con công nha cô chú anh chị mình. Đó, rất là đẹp luôn nha. Cái đố chân em đo dòng luôn. Cái đường kính của nó là 42 nha cô chú anh chị mình. Cái vòng tròn của cái chân bàn á là 42. Bộ phúc lộc thọ này khá đẹp luôn cô chú anh chị mình nha. Hàng thì đục chạm nổi. Đó, mình xem giùm em. Vân gỗ của cái bộ này rất là đẹp ha. Dạ, số điện thoại giao lưu của em là 0968 877 667. Cô chú anh chị mình thích bộ này thì cứ liên hệ qua số đó giùm em nha. Số đó cũng là số Zalo. Cô chú anh chị mình muốn xem thực tế và chi tiết hơn thì liên hệ qua số đó giùm em. Mặt bộm chân thiên nga nha cô chú anh chị mình. Hàng thì em bao cho mình là không có bị lỗi lầm nha. Khá là nặng luôn ha. Bộ này thì em bao cho mình 100% là hàng cũ nha cô chú anh chị mình, không phải hàng mới đóng nha. Và em đã phủ bóng lại cho mình. Bộ này thì nó gồm có hai cái ghế nè, em đo cho mình xem đại diện một cái nha. Đó. Cái tay này là tay con công nha cô chú anh chị mình, nó rất là dày dặn luôn ha. Chiều dài phủ bì của cái ghế ở đây em đo là, ủa chiều cao phủ bì là 1m20. Chiều cao phủ bì và chiều ngang phủ bì ở đây vị trí này em đo là 83 nha. Còn chiều sâu lọt lòng chỗ mình ngồi ở đây là 54. Khá lớn luôn ha. Chỗ cái tựa lưng mình em đo lên chỗ này là 80. Và cái tay cầm của
Cái ghế này là 12 phân phủ bì nha. Đó. Ở trên đây người ta đục chạm hình hai con cong rất là đẹp luôn cô chú anh chị mình. Đó, và cái tựa lưng người ta cũng có đục chạm luôn nha, hình con rồng với lại hình này hình cô tiên hay gì á. Ừ, em nhìn không ra. Đó, hình này là hình con rồng nha. Nói chung bộ này đục chạm thì rất là sắc sảo luôn cô chú anh chị mình và rất là đẹp nha. Bộ này có tên gọi là Phúc Lộc Thọ ha. Đó, những cái tay cầm này là con cong nha. Hàng này thì em thấy hồi giờ ít có cái bộ giống như vậy ha. Đó, mình sở hữu mình chơi cái bộ này thì không có đụng hàng đâu cô chú anh chị mình. Đó, hiếm khi có mà những cái chi tiết này người ta đục chạm bằng tay hết nha. Ở phía bên đây là nó cũng đục chạm hai cái hoa hồng rất là đẹp luôn. Đó, cái tay cầm của nó khá là lớn ha. Và găng quăng gỗ cái bộ này là không chơi vào đâu được. Nhìn ở ngoài thực tế cái bộ rất là đẹp nha. Đó, mình xem giùm em. Rồi. Rồi, rất là nặng luôn á cô chú anh chị mình nha. Đó, hàng dày dặn và nặng lắm, không có bị lỗi ha, không bị sứt mẻ chỗ nào luôn. Rất là đẹp. Bộ này nhìn rất là sang trọng luôn cô chú anh chị mình. Về mình chỉ việc lau chùi và mình sử dụng thôi ha. Bên em đã làm hoàn thiện cho mình rồi, tuy rằng hàng cũ nhưng mà em bao chất lượng cho mình là hoàn toàn là tốt nha. Rồi, nó có một cái băng dài. Em đo thông số cho mình xem. Chiều dài phủ bì là 1m97 nha cô chú anh chị mình. 1m97 phủ bì. À, chiều dài lọt lòng là 1m77. Chiều sâu chỗ vị trí mình ngồi ở đây em đo là 54. Cái tay cầm này là 12 phân phủ bì ha. Và chiều cao phủ bì. Chiều cao phủ bì là 1m2. Em đo thử cái tay cầm ở đây. Cái tay cầm ở đây là 40, cái dòng nó là 39-40 luôn nha cô chú anh chị mình, khá lớn nha. Đó, mình xem giùm em. Bộ này văn gỗ đẹp quá cô chú anh chị mình ơi. Đó, mình xem giùm em nha. Đó, chi tiết hoa hồng người ta đục chạm lên rất là đẹp. Cái đó là hàng nguyên khối người ta điêu khắc ra cái hình hoa hồng nha cô chú anh chị mình. Đó, người ta đục chạm ra nha. Đó, trên đây thì hình những con cong ha. Đó, đây là hoa hồng rất là đẹp luôn. Bộ này sắc sảo không chơi vào đâu được luôn. Đó, đây là cặp cong nè. Đó. Ở đây cái tựa lưng này là cẳng bắt, đó cái gì? Phúc Lộc Thọ nha cô chú anh chị mình. Đó, ba ông tam đa Phúc Lộc Thọ ha. Là cái này đục chạm nổi luôn chứ không phải là cẳng nha, đục chạm luôn. Cái này là cái miếng dán liền khối nha cô chú anh chị mình. Đó, cái văn gỗ thì khá là đẹp ha. Những cái chi tiết này là cái tựa lưng này là nguyên khối người ta đục chạm ra nha cô chú anh chị mình. Đó, rất là đẹp luôn. Dày dặn lắm. Bộ vàng này là nhận hàng mà xấu thì trả lời em nha, không có tốn phí ship đâu cô chú anh chị mình, cứ yên tâm ha. Những mặt hàng độc lạ này cô chú anh chị nào sở hữu được thì rất là chúc mừng cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, những cái mặt hàng này mình về mình trưng bày ở nhà mình thì rất là đẹp nha. Đó, mình xem giùm em ha, em quay từng chi tiết từ trên xuống dưới luôn. Hàng thì em bao cho mình quay như thế nào sẽ giao lưu mình y như vậy nha. Cô chú anh chị mình ở ngoài Bắc thì cứ yên tâm bên em. Đó, nếu mình chỉ cần thích cái sản phẩm này thì còn lại những cái chất lượng thì cứ an tâm ha, em sẽ bảo hành cho mình. Đó, hàng thì lành lặn từ trước tới sau luôn. Rất là đẹp ha, bộ này quá đẹp luôn mà giá thì rất là mềm. Chọn bộ ghim lại để cho thấy không, cho đẹp không. Chọn bộ ghế này giá giá là em giao lưu mình với giá là 49 triệu thôi ha.
49 triệu bộ bàn 6 món gỗ hương Việt nha cô chú anh chị mình. Em bao phí ship tặng nhà cho mình luôn nha. Lên giùm em mã A1 giá là 49 triệu thôi. Giá khá là mềm cho bộ salon này ha. Rồi tiếp theo mã A2 thì hôm nay em sưu tầm về được một cái tấm chanh. Hàng này là hàng xưa nha cô chú anh chị mình. Đó, chất liệu gỗ của nó là gỗ gõ ha. Hàng này thì ở trong là được cẳng những cái ốc nha cô chú anh chị mình. Nhưng mà người ta làm nổi nha. Ốc này không phải cẳng giống như những cái bức tranh trước em bán, mà ở phía trong đây người ta làm một cái tích là nổi lên luôn. Đó, cái hình nó sẽ nổi ra ngoài nha. Mà toàn bộ cái này là bằng ốc. Đó, mình xem giùm em ha. Tích này là Vinh Quy Bái Tổ nha cô chú anh chị mình. Hàng thì hàng xưa nha. Chiều dài phủ bì là 2 m. Lọt lòng ở đây em đo là 1m67, 1m66 nha. Chiều cao phủ bì, phải đo ở đây chứ. Chiều cao phủ bì ở vị trí này là 1m14. Đó, mình xem giùm em. Lọt lòng ở đây là 66. Và cái bức tranh này người ta lộng cái miếng kiến ở bên ngoài nha cô chú anh chị mình. Hàng này là hàng xưa nha. Ở trong thì nó có cộng dây điện nhưng mà em nghĩ nó đã hư rồi ha. Em không có gắn thử. Đó. Về cô chú anh chị mình nghiên cứu lại giùm em cái cộng dây điện nha. Thì bên em không có bao là còn cháy nha. Có sao thì em báo cho mình vậy. Tại vì hàng xưa cũ cũng khá là lâu sâu tuổi rồi. Đó. Siêu tầm sau thì em báo cho cô chú anh chị mình y như vậy ha. Cô chú anh chị nào thích những cái hàng xưa thì mình chốt cái tấm chanh này. Về mình trưng bày nhìn rất là đẹp luôn ha. Đó. Những cái chi tiết ốc này là ốc xưa và có chai đó nha cô chú anh chị mình. Đó, cái nào em nói thiệt nha. Chứ không phải là mình ốc hoàn toàn 100% thì không có nha. Tại vì cái hình này, mấy cái chi tiết này hồi xưa người ta làm đó. Đó, có sao thì em báo cho mình như vậy. Người ta cẳng nổi hoàn toàn luôn nha. Những cái khung đó là nhìn nó nổi ra. Và ở ngoài này người ta lộng miếng kiến cho mình ha. Quay mặt sau. Lật ngược lại á không. Rồi em quay mặt sau cho mình xem nha. Để xuống cậu, để xuống. Ừ. Nổi không? Nặng hả? Đó, rất là dày dặn luôn nha cô chú anh chị mình. Rồi, em có đã gia cố có móc cho mình sẵn ha. Rồi, rồi, rồi. Khá là nặng luôn cô chú anh chị mình nha. Rồi, cái tấm chanh mã A2 này em giao lưu mình với giá là 21 triệu. Dài 2 m, phủ bì cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, lên giùm em mã A3. Tiếp tục em giới thiệu cho mình xem một cái tủ thờ gỗ gõ mặt. Hàng này em bao cho mình là chuẩn hàng xưa nha. Em sưu tầm về và chỉ có mới lau chùi cho mình thôi. Hàng em sưu tầm sau thì quay cho cô chú anh chị mình. Vậy em chưa qua xử lý ha. Đó, cái cây tủ này là còn nguyên si nha. Chiều dài phủ bì em đo là 1m32. Chiều dài lọt lòng ở đây em đo là 1m18. Xuống cái chân. Chiều dài của cái chân phủ bì ở đây em đo là 1m20, 1m30 đi, dài phủ bì là 1m30. Chiều sâu vô phủ bì là 67, sâu lọt lòng ở vị trí này em đo là 53. Chiều cao là 1m43. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em. Gỗ gõ mặt, hàng này em bao cho mình là ốc hoàn toàn 100% nha. Hàng chuẩn hàng xưa luôn. Những cái này là em mới đem về và chỉ mới có lau chùi dầu thôi ha. Chưa có qua xử lý. Thì cô chú anh chị mình giao lưu thì em sẽ giao cho mình nguyên con như vậy luôn. Còn cô chú anh chị mình có nhu cầu làm mới, sơn phủ bóng lại thì bên em cũng có làm cho mình luôn. Đó, còn cái này là em chỉ đem về và chùi bóng thôi chứ chưa có qua xử lý màu mè gì hết. Cô chú anh chị mình xem giùm em. Hàng này là chuẩn hàng xưa, gỗ gõ mặt ha. Và gỗ rất là dày dặn luôn. Đó, những cái chi tiết ốc này là em bao cho mình 100% là ốc nha. Nếu cô chú anh chị mình thích để như vậy chơi cho nó đồ cổ, đồ xưa thì mình để nguyên như vậy luôn. Không cần phải xử lý sơn bóng gì lại hết. Mình lau chùi và mình xài thôi. Nhìn vô cái nhà rất là giá trị ha. Đó, nhìn cái hàng xưa, hàng cổ thì nó lúc nào nó cũng giá trị hơn cái hàng mới bây giờ.
Nó mở cửa. Cánh cửa nó nằm bên đây thôi. Cái tủ này là tủ xưa cho nên người ta làm có một cánh thôi nha cô chú anh chị mình. Cái cánh bên hông bên đây là không có nha. Cây tủ thờ này em kiểm tra và thấy tình trạng gỗ của nó là lành lặn liền lạc hết cô chú anh chị mình nha. Đó, và nó chỉ là một cánh cửa bên đây thôi ha. Đó, mình xem giùm em ha. Dày dặn lắm cô chú anh chị mình. Hơi tối. Đó. Nếu mình có nhu cầu làm mới lại thì em sẽ làm cho mình nha. Còn nếu mình muốn chơi mà hàng xưa, hàng cổ thì mình để nguyên con như vậy. Lau chùi bóng sạch sẽ thôi, về mình sử dụng thôi ha. Đó, cái cây tủ gỗ gõ mặt, hàng là chuẩn gỗ xưa nha cô chú anh chị mình. Rồi bộ cái cây tủ này em giao lưu mình với giá là 24 triệu bao phí ship tặng nhà cho mình, lên giùm em mã A3 nha. Rồi mã A4 hôm nay em về được bộ tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai. Hàng này là gỗ hương nha cô chú anh chị mình. Đó, gỗ hương em thiếp vàng ha. Chiều dài phủ bì là 1 m. Chiều rộng qua là 30. Độ dày thì tầm 3 phân. Hàng này là liền khối, cái khung mấy cái chi tiết này là nguyên khối người ta đục chạm và thiếp vàng lên nha cô chú anh chị mình, chứ không phải là mình gắn mình ghép vô nha. Đó. Hàng này khung liền khá đẹp luôn. Lâu lâu em mới sưu tầm về được bộ này ha. Khung liền. Đó, bộ tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai gỗ hương nha. Và giá em giao lưu mình cũng khá là mềm luôn. Đó, chỉ có 4 triệu 3 thôi, bao phí ship cho cô chú anh chị mình bộ tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai gỗ hương nha. Thiếp vàng. Vàng này về em bao cho cô chú anh chị mình treo không có bị mà phai màu ha. Đây là mặt sau ha. Rất là liền lạc lành lặn luôn và gỗ rất là dày ha. Rồi, lên giùm em mã A4 nha. Rồi mã A5 em giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái tấm tranh gỗ hương ha. Cái chữ cũng thiếp vàng luôn, chữ là chữ lộc nha cô chú anh chị mình. Đó, tài lộc ha. Rất là đẹp luôn. Chiều dài phủ bì ở đây em đo là 1m26. Lọt lòng cái miếng dán ở trong này là 97. Chiều cao phủ bì là 7, chiều cao phủ bì là 67 nha. Lọt lòng ở trong miếng dán này là 37. Độ dày là 3 phân rưỡi. Đó, mình xem giùm em. Những cái chi tiết chữ này là hàng nguyên khối người ta đục chạm, người ta đục lên nha cô chú anh chị mình. Đó, đục chạm nổi nha. Và người ta thiếp vàng lên. Hàng này thì cũng gần đây thôi ha. Có sao em báo cho cô chú anh chị mình gõ nha. Mã A5 này em giao lưu mình với giá 4 triệu 2 ha. Tấm chanh này dài 1m27 nha. Đó. Đây mặt sau đây cô chú anh chị mình, nó có hai cái móc cho mình ha. Hàng rất là lành lặn liền lạc luôn. Rồi. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho cô chú anh chị một tấm tranh cẳng ốc ha. Chiều dài phủ bì là 60. Chiều cao là 60 ha, 60 vuông. Lọt lòng cái miếng dán nguyên ở trong là 40 vuông nha cô chú anh chị mình. Đó, dày là 3 phân hơn ha. Đó, mình xem giùm em tấm tranh cẳng ốc xưa nha. Ốc rất là đẹp luôn. Hàng này thì cũng vài chục năm rồi. Đó, ở trong này là tích tứ linh nha. Đó, mình xem giùm em. Rất là dày và nặng luôn á cô chú anh chị mình. Rồi tấm chanh này mã A6 em giao lưu mình với giá là 3 triệu rưỡi ha. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho mình một tấm chanh cẳng ốc cha mẹ nha cô chú anh chị mình. Đó, tích là cha mẹ nha. Gỗ là gỗ, gỗ là gỗ gõ ha. Này mình treo nó xéo lên như vậy ha. Chiều đường kính của nó là 84 vuông á. Lọt lòng ở đây em đo là 60 ha, 60 lọt lòng luôn.
Đó, cái khung của nó làm 60 lọt lòng. Đó, được cẩn ốc 7 màu rất là đẹp cô chú anh chị mình nha. Tích là cha mẹ ha, hàng rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị mình xem, ốc 7 màu, tấm chanh này treo lên tường khá là nổi bật ha. Rồi lên giùm em mã A7, em giao lưu mình với giá là 3 triệu 3 nha. Đây là mặt sau, cô chú anh chị mình xem giùm em. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho cô chú anh chị mình một tấm tam đa phúc lộc thọ ha, cuốn lịch nha. Hàng gỗ gỗ gõ mặt cẩn ốc khá là đẹp. Chiều dài phủ bì là 62. Lọt lòng của cái miếng giá nguyên là 54. Chiều rộng ở đây em đo là 42, lọt lòng cái miếng giá nguyên là 35. Độ dày là 3 phân. Cái khung của cái tấm lịch chiều cao là 24. Chiều rộng qua là 23 đi, 23 lọt lòng nha cô chú anh chị mình. Đó, phúc lộc thọ và chúc mừng năm mới nha. Cái hàng gỗ này thì mình xài rất là bền nha cô chú anh chị mình. Gỗ gõ mặt nha. Được cẳng ốc 7 màu, khá là đẹp luôn. Tấm chanh này ở ngoài nhìn rất là đẹp. Rồi, mã A8 em giao lưu mình với giá là 3 triệu rưỡi ha. Hàng dày dặn và rất là nặng tay. Rồi, tiếp theo một cái tấm tấm chanh, cái này là hàng cái gì? À, kêu bằng gì quên người ta. Bằng em đo thông số cho mình xem ha. Chiều cao phủ bì là 85. Chiều ngang qua ở đây em đo là 45. Độ dày của khung chanh là 2 phân rưỡi. Cái này khung chanh bằng gỗ ha. Ở phía trong đây là bằng sứ nha cô chú anh chị mình. Đó, nó có những cái mộc chữ tàu ha. Cái tích của này là tích sơn thủy ha cô chú anh chị mình. Đó, mã A9. Hàng này là hàng cũ ha, em siêu tầm về cũng khá là đẹp, dày dặn lắm cô chú anh chị mình. Đó. Rồi, ở phía sau đây, mình xem giùm em mã A9 em giao lưu mình với giá 1 triệu 8 thôi nha. Giá khá mềm, bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi tiếp theo hôm nay em siêu tầm về được một cái dĩa tích là Vinh Quy Bái Tổ. Cái tấm cái dĩa này là em bao cho mình là hàng xưa, ốc xưa. Đó, có luôn cái chân đế ha. Chân đế nó cũng cẳng rất là đẹp luôn. Chiều cao phủ bì của cái dĩa này là 48, mà lọt lòng cái dĩa thì 41. Đó, mình xem giùm em ha. Đó, xung quanh đây nó cẳng những cái chữ thọ nha cô chú anh chị mình, rất là đẹp luôn. Ở tích ở phía trong đây là Vinh Quy Bái Tổ. Cái dĩa hàng gỗ gõ mặt hàng xưa nha cô chú anh chị mình, ở phía sau đây ha. Đó, ở phía sau cái dĩa đây. Rồi lên giùm em mã A10 này em giao lưu mình với giá 3 triệu nha. Hàng này bao cho mình là chuẩn hàng xưa. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái tam sơn gỗ chắc. Chiều dài phủ bì là 52. Chiều rộng ở đây em đo là 15. Và chiều cao của nó là 15 luôn nha. Đó, tam sơn gỗ chắc ở phía trên đây mặt đá. Rồi cái tam sơn này giao lưu mình với giá là 1 triệu 3. Mã A11, 1 triệu 3 ha. Bao phí ship cho mình luôn. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình một cái khay trà gỗ cẩm lai. Hàng này tuổi đời trên 3-40 năm nha. Chiều dài phủ bì là 40. Và chiều rộng phủ bì là 25. Cao của cái khay là 15. Đó, mình xem giùm em ha. Hàng cẳng ốc tứ diện luôn. Đó. Đó, mình xem giùm em. Tích là đồng quê nha. Đó, mình xem. Đó, đồng quê cẳng ốc khá đẹp ha. Đó, gỗ cẩm lai, vân gỗ thì không chơi vào đâu được luôn. Hàng thì tuổi đời trên 3-40 năm rồi. Đây, ở phía dưới đây cô chú anh chị mình xem. Rồi mã này mã 12 em giao lưu mình với giá là 3 triệu 3. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình một cái cháp vuông nha. Hàng này thì cẳng ốc tứ diện và em bao cho mình là chuẩn hàng xưa. Đó, cẳng ốc nó đã ngã màu hết rồi cô chú anh chị mình. Ốc là ốc đỏ nhưng mà nó đã ngã màu theo thời gian ha. Chiều dài phủ bì là 36. Chiều rộng vô là 23. Chiều cao phủ bì là 23. Đó, mình xem giùm em.
Đó, tích cũng là tích đồng quê ha. Hàng này cẳng ốc khá đẹp. Đây, ở phía mặt trong này cũng có được cẳng ốc luôn nha. Đó, mình dở ra thấy cũng rất là đẹp luôn. Và ở đây nó có mấy cái hộc cho mình để đồ ha. Đó, cái ngăn ở trong đây. Chú chị mình xem giùm em. Đó. Quá đẹp luôn của chú anh chị mình nha. Đây, mặt dưới ở phía dưới đây. Rồi, cái cháp này lành lặn liền lạc hết ha. Rồi, mã A13 này. Em giao lưu mình với giá là 4 triệu rưỡi ha cô chú anh chị mình. Lên giùm em nha. Đó, chụp hình mình thích mình gửi qua Zalo giùm em. Số điện thoại là 0968 877 667. Rồi tiếp theo thì em có về được một cái đồng hồ hàng châu Âu nha cô chú anh chị mình. Hàng xưa 100% nha. Đó, cái này là em bao cho mình là hàng còn xài tốt nha cô chú anh chị mình. Đó, em bao cho mình về mình gắn vô là mình xài thôi. Hàng châu Âu 100% là hàng xưa nha. Cái đồng hồ này là hàng xưa. Ủa, cái điện thoại nha cô chú anh chị mình. Đó, em nói lộn ha. Đó, đây là mình còn xài tốt ha. Cái điện thoại. Đó, hàng của châu Âu ha. Đó, nghe gọi đồ bình thường nha. Chiều cao phủ bì ở đây em đo là 24. Của cái đế của nó ở đây em đo vị trí này là 17 phân. Sâu vô đi. Sâu vô lọt lòng ở đây là em đo là 16 ha. Mình xem giùm em. Cái điện thoại đây, nó có ở phía dưới đây là nó có chữ rồi. Rất là đẹp nha. Rồi cái điện thoại này em giao lưu mình với giá là 3 triệu tư nha. Mã lên giùm em mã A14. Đó. Đồng cái điện thoại ha. Cái điện thoại hàng châu Âu. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái cặp bình. Hàng này em bao cho mình là chuẩn hàng xưa nha. Hàng đời đời gì tự nhiên em quên này. Hàng em bao cho mình là hàng xưa. Cặp bình này chiều cao phủ mì là 27. Đường kính miệng ở đây em đo là 13. Dòng bụng là 56. Đó, rất là đẹp luôn, men xanh lam của chú anh chị mình. Đó, hàng này hàng siêu tầm, lâu lâu nó mới có ha, được bọc đồng vàng luôn của chú anh chị mình ở phía sau đây. Rất là đẹp luôn nha, những cái chữ này là cái chữ người ta khắc lên trên luôn nha, chứ không phải chữ dán. Đó, ở phía dưới chôm nó có mọc, hàng này thì lâu lâu mới siêu tầm về được ha. Ở ngoài, cái bình rất là đẹp và chắc tay luôn. Đó, mình xem giùm em. Đó, những cái chữ chi tiết này người ta thiếp vàng lên nha. Rất là đẹp luôn. Rồi cặp bình này em giao lưu mình với giá là 3 triệu 8 nha. Đó, 3 triệu 8 hai cái nha cô chú anh chị mình. Mã A15. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình một cái bình hút lọc. Hàng vẽ tay 100% luôn nha. Đó, mình xem giùm em. Cái này rất là đẹp ha. Siêu tầm mới có được một cái thôi. Chiều cao phủ bì là 34. Đường kính miệng ở đây em đo là 12. Dòng cổ là 16. Dòng bụng ở đây em đo là 85. Đó, mình xem giùm em ha. Bình hút lọc. Con rồng và con phụng ha. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị mình nha. Hàng này vẽ tay 100% luôn. Rồi, ở dưới chôm đây. Rồi mã này lên giùm em mã A16 giá là 1 triệu 8 nha. Rồi tiếp theo em siêu tầm về được một cái nậm gụ. Hai cái nậm gụ này cũng là hàng kỹ thuật luôn nha cô chú anh chị mình. Rất là đẹp luôn. Hàng vẽ tay 100% luôn nha. Hình con rồng rất là đẹp. Chiều cao phủ bì là 21. Dòng bụng là 31. Đó, mình xem giùm em ha. Những con rồng người ta làm rất là có hồn luôn. Đó, ở dưới chôm thì nó có mọc luôn. Này cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó, hai cái nó tương đương giống nhau hết nha. Rồi, lên giùm em mã A17. Em giao lưu mình cặp này với giá là 1 triệu 2. Bao phí ship luôn. Rồi, tiếp theo em giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái bình voi ha. Hàng này thì quá trời đẹp luôn. Men xanh lam, xanh quá đẹp luôn của chú anh chị mình. Đó, em thấy cái bình này khá đẹp ha. Chiều cao phủ bì là 36. Dòng bụng ở vị trí này em đo là 75.
Đó, mình xem giùm em cái bình voi, những cái chi tiết hoa văn này người ta đắp nổi ha. Men xanh ngọc rất đẹp luôn của chú anh chị mình. Đó, hàng này thì lành lặn liền lạc hết, có một cái duy nhất thôi ha. Cô chú anh chị nào hữu duyên được cái này rất là đẹp nha. Rồi, chôm đế đây. Rồi, mã này lên giùm em A18, giá là 1,9 triệu nha. Rồi, tiếp theo em giới thiệu cho mình một cái bình. Đó, cái bình này thì kiểu dáng khá đẹp và cái màu men của nó rất là bóng quá. Cô chú anh chị mình xem giùm em. À, đây là ba cái đầu hình con trâu nha. Đó, mình xem giùm em ha, rất là đẹp luôn ha. Chiều cao phủ bì là 39, đường kính miệng là 14, dòng bụng là 74. Đó, mình xem giùm em, đẹp quá. Cái bình này xuất sắc luôn. Mã A19 này em giao lưu mình với giá là 1,9 triệu luôn nha cô chú anh chị mình. Quá đẹp luôn, chôm có mọc luôn nha cô chú anh chị mình, mọc ẩn luôn nha. Đó, hàng này thì quá xuất sắc rồi. Lên giùm em mã A19 ha. Rồi tiếp theo A20 thì em có về được một cặp bình này cũng rất là đẹp luôn. Hàng vẽ nổi nha cô chú anh chị mình, gờ vô là nó nhám tay nha. Nó cộm cộm cái tay của mình khá đẹp luôn. Cặp bình này cũng khá lớn ha. Chiều cao phủ bì là 61, đường kính miệng là 22, dòng cổ ở vị trí này em đo là 42, dòng bụng là 82. Hai cái nó cân đối bằng nhau, em đo cho mình xem đại diện một cái nha. Rồi lên giùm em mã này là A20, em giao lưu mình với giá là 5,2 triệu. Cặp bình này hàng chi tiết toàn bộ là vẽ tay, cô chú anh chị mình cứ xem giùm em nha. Đó, cặp bình khá đẹp luôn. Đây, chôm đế đây cô chú anh chị mình xem, chôm có mọc đàng hoàng ha. Rồi lên giùm em mã A20 nha, giá là 5,2 triệu bao phí ship. Rồi qua đây em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết video ha. Em cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ em. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.